Theo thống kê của cơ quan chức năng, có hơn 53% các trường hợp bị đuối nước xảy ra trong các hoạt động ngoài trời khi trẻ chơi gần nhà, và khoảng 17% được trẻ khác trông nom. Trẻ em ở nông thôn chết đuối nhiều hơn ở khu vực thành thị. 8 năm gắn bó với Việt Nam, John đã có mặt trên nhiều tỉnh thành của cả nước, đặc biệt là Quảng Nam, vùng rốn lũ của miền Trung Việt Nam. Với chiếc xe máy, chị cùng cộng sự của mình ngược xuôi khắp các huyện trong tỉnh, từ Duy Xuyên đến Đại Lộc, Tiên Phước, Quế Sơn, vân vân. Những chuyến đi đó đã giúp chị cọ sát với thực tế địa phương, hiểu thêm về nhu cầu bức thiết của việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em, nhất là trẻ em ở những vùng quê còn nghèo như Quảng Nam. Trong điều kiện khó khăn của huyện, thì vấn đề rèn luyện cái kỹ năng bơi cho các em, thì chúng tôi cũng có cái khó là những cái bể bơi. Cô Tô đã thể hiện một cái tinh thần rất là nhân văn. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái tình cảm của cô Tô đã dành cho ngành, cũng đặc biệt là dành cho tất cả các em học sinh trong cái chương trình mà cô Tô đã làm tại Đại Lộc. Swim Việt Nam bắt đầu dạy bơi cho trẻ em tại tỉnh Quảng Nam từ năm 2008 đến nay. Ban đầu, việc dạy bơi này được thực hiện tại thành phố Hội An, sau đó mở rộng ra các huyện trong tỉnh. Trong chừng đó thời gian hoạt động, chương trình này đã dạy bơi trên 12.500 học sinh và dạy an toàn dưới nước cho hơn 20.000 học sinh. Số lượng học sinh học bơi được chia theo nhóm, mỗi nhóm 12 học sinh học 3 buổi một tuần. Tổng số bài học của mỗi học sinh là 18 bài, mỗi bài học kéo dài 45 phút. Mỗi năm có 4 khóa học, mỗi khóa diễn ra trong vòng 6 tuần. We focus on is survival skills. So we really want to ensure that if a child falls into the water or gets into difficulty, they can save themselves. They can get to the edge, they can tread water and get back to safety. So that's our main focus. We also do survival skills like survival backstroke. Again, all focusing on survival, but we also teach freestyle as the main swimming stroke. But most of the lessons are focused on survival. It's usually to start off with is teaching the children how to kick properly, because if they can't kick properly, then the body position is low in the water, and then they can sink to the bottom. So kicking is a really important activity to do. With water safety and also trying to get to float on their back and be streamlined and to be relaxed in the water. These are the most difficult things to teach at the beginning. Kết thúc khóa học, bên cạnh nội dung thi dưới nước, các em học sinh còn phải trải qua bài kiểm tra trắc nghiệm ngay tại hồ bơi về những nội dung đã học của toàn khóa. Đây là cách để các em hệ thống lại lần nữa những kiến thức mà các em được học đang xen giữa lý thuyết và thực hành trong suốt quá trình học của mình theo từng cấp độ cụ thể. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy rằng là một cái hoạt động rất là hiệu quả và rất tốt cho đối với việc giáo dục, nhất là đối với học sinh mà cái lứa tuổi mà hiện nay đang tiếp cận với cái việc là nguy cơ về sông nước, thì đây là một chương trình rất có hiệu quả. Cùng với việc dạy bơi cho học sinh, chương trình này cũng đã đào tạo trên 180 giáo viên dạy bơi lội. Trong đó có 2 giáo viên được đào tạo thành giảng viên, đảm nhiệm công tác đào tạo và huấn luyện giáo viên tại Việt Nam. Tất cả các giáo viên dạy bơi được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn dạy bơi của Úc và được công nhận trên toàn thế giới, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Giáo viên Dạy Bơi Quốc gia Úc, viết tắt là OSWIM. Tại vì làm cái nghề này là phải có cái tâm, có cái tâm thì họ mới làm được. Cô Dô là một người rất chi là tâm đắc với trẻ em của Việt Nam, và một người là đã bỏ công ăn việc làm để về đây để gây dựng lên một cái chương trình này để giúp đỡ cho các em ở mình để giảm tai nạn đuối nước. I have been working with Swim Vietnam as a volunteer for the last 5 years. I come every year to help Joanne and the team here at Swim Vietnam. I do teacher training. I do train the children. And I really enjoy being part of the program. In Australia, I have an association called Water Skills for Life, and they help support Swim Vietnam with a monetary donation every year. And my services when I come here, I usually come here for around 8 weeks and help out.
Con biết bơi sải, bơi ngửa và xuống nước thở lông bóng. Trước đây là con đi suối đi sông là con sợ rớt xuống không biết bơi. Giờ bây giờ là con biết bơi rồi, con không sợ nữa. Hãy học bơi để tự cứu mình trước khi con người cứu mình. Con cũng các bạn là biết bơi, tự mình phải đi học bơi để tự cứu lấy mình. Trong 8 năm qua, Swim Việt Nam đã đạt được những thành công và đang sở hữu một bảng thành tích xuất sắc trong các hoạt động của mình. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài, John đã xây dựng đội ngũ quản lý người Việt Nam để quản lý hiệu quả các hoạt động thường ngày của tổ chức. Họ đều giống nhau ở chỗ, chung tay cho hoạt động thiện nguyện vì trẻ em. Khi mà tham gia chương trình, cái mà tôi học yếu là kỹ năng sống sót, hoàn toàn khi ở dưới nước. Ở Swim Việt Nam, dạy cho em cách làm người và biết nhiều điều về việc đuối nước và tai nạn đuối nước. Ở Swim Việt Nam thì mình học được sự nhiệt tâm của các thầy cô và người ta chỉ bảo rất là tận tình. Khi dạy được các em biết bơi đó là một ý nghĩa rất lớn và giúp cho Swim Việt Nam phát triển hơn. Để mà dạy các học sinh nhỏ hơn mình đó, đó là một niềm vui rất là lớn. Swim Việt Nam giống như một gia đình nhỏ đó, rất là đúng. Tụi em giao lưu, học hỏi, truyền đạt những kinh nghiệm qua lại với nhau. Là người ta là từ nghĩa vào trái đất, qua đây hỗ trợ cho chương trình, hỗ trợ cho con em mình. Thì mình không có lý do, mình biết mình không cùng làm với Châu và mong muốn Châu sẽ mãi mãi với chương trình. Cô Châu là một người rất là tuyệt vời. Theo của chúng tôi thì đó là những thần tượng của chúng tôi. Vì cái trẻ em ở Quảng Nam mà cô cũng rất là vất vả. Đó cũng là một cái tấm gương để cho giáo viên chúng tôi là vượt khó để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ về dạy bơi cho trẻ em ở Quảng Nam. Đến Việt Nam, John Stewart chọn Hội An là nơi dừng chân để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Giờ đây, bên cạnh những cộng sự tin cậy tại Quảng Nam, chị còn có rất nhiều những người bạn Việt Nam khác. Những người quen biết John Stewart thường gọi chị bằng một cái tên Việt hóa, nghe gần gũi, đó là cô Joe. Joe biết nói một ít tiếng Việt, thích ăn những món ăn Việt Nam và đặc biệt là yêu trẻ em nơi đây. Một ngày mới bắt đầu, Joe lại tiếp tục với chiếc xe máy đây đó trên những vùng quê nghèo Quảng Nam. Mục đích ban đầu của chị là triển khai chương trình dạy bơi này trong 3 đến 6 tháng. Nhưng chương trình ngày một phát triển và rồi giữ chân chị mãi đến giờ. Đại diện cho các phụ huynh của các em học bơi tại đây, mình rất cảm ơn bà. Bà đã tạo ra một sân chơi rất là bổ ích và tạo cho các cháu một kỹ năng sống rất là tốt. Swim Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ, tạo nên một cái môi trường đào tạo được cái kỹ năng cho các em, giúp cho các em có được cái kỹ năng sống sót ở dưới nước rất là tốt. Trước đây khi con chưa biết bơi thì con rất sợ khi xuống nước, con nắm chặt tay ba mẹ. Còn bây giờ thì con không còn sợ nữa. Các bạn ơi, đi học bơi rất là vui. Người ta bảo, nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác. John Stewart đã và đang làm điều đó một cách tự nhiên nhất, theo lời mách bảo từ trái tim mình. Hạnh phúc của Joe là làm sao để ngày càng nhiều trẻ em ở Việt Nam có thể tự nổi trên mặt nước, có thể tự cứu lấy mình trong những phút sinh tử mà chúng chẳng biết khi nào sẽ đến. Thêm một đứa trẻ biết bơi là niềm hạnh phúc của Joe lại được nhân lên. Hạnh phúc đó mang tên Swim Việt Nam.